dành thời gian quý báu của mình cùng đến tham dự và chúc mừng cho buổi lễ khai trương và lễ ra mắt của đơn vị ngày hôm nay. Sự có mặt của tất cả quý vị chính là thành công lớn cho chương trình và niềm vui của Đại Long Palace. Kính thưa tất cả quý vị, và ngay sau đây để gửi tới tất cả quý vị những lời cảm ơn chân thành mà quý vị đã dành cho Đại Long Palace ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng và kính giới thiệu, mời di chuyển lên sân khấu ông Ngọc Long, chủ tịch hợp tác xã, sẽ có những lời phát biểu chào mừng ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các ông ba, các anh, các chị, tất cùng tất cả các bạn bè, tất cả các anh, các cháu đã về chung vui với nhà hàng Đại Long. Tôi thay mặt cho hợp tác xã môi trường thương mại tổng hợp Nước Bông, giám đốc hợp tác xã môi trường thương mại tổng hợp Nước Bông là mở cái nhà hàng kinh doanh, là tạo điều kiện cho các anh em trong doanh nghiệp hợp tác xã có khó khăn việc làm, và cùng là cái mô hình kinh doanh mới. Thì hôm nay là trong một thời gian là xây dựng, thì hôm nay đã khánh thành và khai trương, thì cũng là rất cảm ơn anh em, bạn bè, ông bà, các anh, các chị, các cháu đã được một thời gian về chung vui với cùng gia đình chúng tôi, cũng như anh em trong ban hợp tác xã. Một lần nữa gia đình chúng tôi có một bữa cơm thân mật, kính chúc các ông, các bà, các anh, các chị, các bạn và các cháu là một lời chúc sức khỏe, một lời chào tốt đẹp nhất, và chúc cho toàn thể hốt đường chúng ta một bữa tiệc vui vẻ và đoàn kết. Xin cảm ơn ạ. Vâng ạ, xin được chào, cảm ơn lời phát biểu của anh Ngọc Long, chủ tịch hợp tác xã đại diện cho đơn vị trung tâm tổ chức sự kiện nhà hàng tiệc cưới Đại Long Palace ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, trong niềm hân hoan, và đây chính là một sự kiện rất đặc biệt, một trung tâm hội nghị đẳng cấp ngay tại đây. Và đây sẽ là nơi để tất cả chúng ta sẽ cùng tổ chức những chương trình quan trọng của tất cả các quý vị, của gia đình, anh em, bạn bè, cũng như quý cơ quan. Và ngay bây giờ, xin được mời tất cả quý vị cùng với anh Ngọc Long, chủ tịch hợp tác xã, cũng như đại diện của Đại Long Palace, chúng ta sẽ cùng rót thật đầy những ly bia và ly rượu của quý vị ở trên bàn tiệc. Và MC Thiên Hương xin được chuyển lời mời của anh Ngọc Long tới tất cả quý vị ngày hôm nay, cũng như thành viên của ban hợp tác xã. Mời tất cả quý vị có thể vui lòng và cùng hướng phát triển chung của chúng tôi. Mời tất cả các chị chúng ta có thể đứng dậy được không ạ? Vâng ạ, xin mời anh Ngọc, anh Long đi lên ạ. Rất là nhiều, và xin được chúc mừng cho Đại Long Palace của chúng ta, trung tâm hội nghị tổ chức nhà hàng tiệc cưới. Và hơn thế nữa thì ngay sau đây, Thiên Hương xin được bật mí với tất cả quý vị, ngoài những lời cảm ơn chân thành thì anh Ngọc Long có một món quà vô cùng ý nghĩa và sâu sắc hơn nữa để dành tặng và cảm ơn tất cả quý vị ngày hôm nay. Hy vọng rằng quý vị chúng ta hãy cùng lan tỏa thành công của Đại Long Palace, và cũng như mang vẻ đẹp của mảnh đất nơi đây đến với tất cả các bạn bè muôn phương. Sau đây thì xin được trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị, anh Ngọc Long sẽ muốn gửi tặng một bài hát cho quý vị ngày hôm nay. Hãy thêm một tràng pháo tay lớn cho anh Ngọc Long ạ. Theo lời giới thiệu của MC thì ông Long xin hát một bài theo anh Lê Hà Tình. Các bạn có nhất trí không ạ? Theo anh Lê Hà Tình đi em, vì có xa thì em sẽ nhớ. Em linh lang còn yên sóng vỗ, trao tay trao cửa tròn reo vui. Đi bên nhau đã chân thành sân hài rộn sao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Làm sao đi vui dò hàng, thế du thuyền ta kêu đến thơ, chưa biết cũng đỡ lại nhớ về Hà Tây. Trăm mặt trống kim làn mây vườn chuối, kia tháp ngũ con cò hai dòng bay, chiều yếm trôi hương hồ đẹp vô đến Hà Tình. Thank you.
We'll be right back.
Quý vị, hôm nay quả là một cái ngày rất là tuyệt vời, một niềm vui trong niềm vui. Người anh trai, người anh rất thân thiện với tỉnh, hôm nay khai trương một cái trung tâm tiệc cưới rất là quy mô tại cái mảnh đất Chợ Bồ này. Đây cũng là một cái tín hiệu rất là vui cho bà con, những người dân ở đây. Xin chúc mừng cho gia đình và chúc mừng cho hợp tác xã Đài Long sẽ càng ngày càng phát triển, thăng tiến trên con đường, trên sự nghiệp mà anh đã chọn để xây dựng quê hương của mình ngày càng giàu đẹp. Và để lên thiên chương trình, xin gửi tặng chúng ta một giai điệu rất là vui nhộn của nhạc sĩ Hoàng Nga, bài hát mang tên Đất Nước Trọn Niềm Vui. Xin mời tất cả chúng ta cùng lắng nghe. Xin mời các bạn tay của quý vị ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Worth all the pain.